Dạ, xin chào quý vị khán giả. Hôm nay em đang chuẩn bị đi hái rau. Đấy, đây là vườn rau nhà em quý vị khán giả. Bữa nay là có mấy mấy vị khách quý từ từ Sài Gòn về. Đây là đích thân em đi ra vườn em hái rau em nấu ăn để mời mấy anh chị. Đó. Ở vườn nhà em thì chỉ có chả có gì ngoài rau cỏ thôi quý vị khán giả. Đó mà người thành phố họ về quê họ thích nhất là ăn mấy cái rau xanh như thế này này đấy, nhà trồng rất là nhiều. Hôm nay là em sẽ nấu một món rất là hấp dẫn để mời mấy anh chị từ Sài Gòn về đấy. Bây giờ đi hái nguyên liệu là quý vị giả, đây rau non luôn quý vị giả, rất là ngon luôn. Để mọi người đoán thử xem hôm nay em sẽ nấu món gì. Đấy, Sài Gòn thì rau tất nhiên là cũng có rồi, nhưng mà làm sao mà có đất mà trồng rau như thế này được đúng không Viễn giả? Về quê là nhìn thích nhất là cái được ăn rau xanh. Đấy, đây là đây bông xoa đũa, nhưng mà cái bông này còn nhỏ quá, để qua đến đây hái. Vườn nhà em rất là rộng ấy Viễn giả, cây cối trái rất là nhiều. Đây, có cả xả luôn này. Ở đâu? Phải không ta? Ừ đúng rồi, xả. Nhưng mà không nhổ được đâu, cứng lắm. Để em đi hái thêm hái đây. Đằng trước này mình có một dàn mướp, mình thì sẽ đi hái mướp nữa. Đây, cây này cũng là quên mất tiêu rồi cơ. Đây, bông xoa đũa ấy quý vị giả. Đấy. Mình sẽ hái bông này thường hay hay dùng để nấu lẩu này. Đó. Cái này nó ít quá. Đây. Nhà em còn có thêm cả ao nuôi cá nữa quý vị giả. Đấy, dưới đấy thả quá trời cá luôn. Mình cứ thích làm vườn ao chuồng vậy đó. Mình thích ăn rau thì mình hái rau, thích ăn cá thì mình xuống mình bắt cá tại ao luôn. Đấy. Nhà mọi cái đồ ăn thức uống đều là trồng từ thiên nhiên hết, sạch sẽ. Rất là tốt cho sức khỏe. Đó. Đây, cây bàng nữa này quý vị khán giả. Đấy, lâu lắm rồi không ăn bàng, tuổi thơ là ăn bàng là bá cháy luôn. Đây dàn mướp nhà em đây quý vị khán giả. Dàn mướp mấy trái này nó hơi già rồi, tại vì để ăn nhiều nhiều quá ăn không hết đó quý vị khán giả. Đây bên này là cái cân nhỏ này. Đây bên kia là dừa nước đó quý vị khán giả. Chưa nào mà mắt mà nóng nóng là ra đó hái dừa nước về làm nước uống. Dừa nước rất là ngon. Rồi. Đây mấy cái bông này cũng ăn được nè. Nói chung là chi cái con đường này là ăn được hết. Đây. Rau mùng tơi nha quý vị khán giả. Đó, trồng ấy. Rau mùng tơi sẽ hái một ít. Trời ơi, rau tươi ngon quá trời luôn. Bữa nay Quân là tha hồ được ăn món ngon nhá. Toàn là rau không. Đó, nhiều lắm, hái không hết luôn đó quý vị giả. Cái mấy cái rau này mình cứ hái đến đâu rồi nó mọc ra đến đó. Bây giờ mình sẽ qua kia mình hái một ít bông bông gì ta, bông không phải bông điên điển, bông gì xào với thịt bò ta, thiên lý, Thiên lý. đúng rồi, hoa thiên lý. Hoa thiên lý ăn rất là tốt nha quý vị giả. Nhà chị ở đây dưới này rộng rãi, vườn ao chuồng mà quá trời. Đây này nhà chị còn 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 nuôi cả cá, mấy này cá cảnh này đó, cá cảnh nhà chị mua về trưng nó đẹp không. Này nó đang đi ngủ hết rồi, nó chưa có dậy, nó hơi ngủ, nó dậy hơi trễ đó. Đó thấy chưa, mua nguyên một này là bé tôm mô hình thôi không. Đó, ngủ đang ngủ hết rồi, không con nào thức hết trơn á. Thấy không, bên này là làm để trưng cảnh vậy thôi chứ đây không có ăn mấy cái này. Đó, mình chỉ ở dưới quê là mình chỉ ăn rau thôi, còn mấy cái này để làm cảnh. Đây. Đi qua đây. Đi ở đây là đi là mỏi chân mới tới nơi luôn á. Thấy không, nhà chị rất là yêu thích văn nghệ, còn có đàn hát, tối đến là hát đàn đờn ca tài tử nha. Em thích nghe chị hát không? Thế đồng chị hát chút, chị hát vừa ăn vừa hát cho nghe. Đây
đấy. Đấy mướp này, mướp nhiều á, để đây làm chưng luôn chứ không làm gì hết trơn á. Đây nguyên cái thuyền rau nhà chị làm là để chưng cho đẹp đó, thấy không? Dưới này là tối đến là cô bác, mấy cô bác hàng xóm là đến là tổ chức văn nghệ ở đây luôn, làm nguyên cái bục nhỏ này để biểu diễn văn nghệ hàng đêm này. Đấy, thấy rộng rãi không? Về nhà chị thấy thích không? Đây bên ngoài này đấy, giới thiệu ra đây chị hái rau luôn, quá trời rau luôn nha. Hả? Ôi Thiên Lý bữa nay nó hết mất rồi. Thiên Lý bữa nay ít rồi, đây chỉ còn mấy một ít thôi nè. Bông Thiên Lý xào thịt bò là hết sảy con bà bảy luôn. Đó, hái một ít Thiên Lý vô, chút nữa mình sẽ nấu hết. Thấy không? Về đây rau Thiên Lý này ở Sài Gòn bán là hơi bị mắc luôn đấy nha quý vị khán giả. Thiên Lý ăn rất là tốt. Đó, y chà, cao ạ. Hôm nay là ăn món chị đãi món này là đảm bảo là ăn không ghiền mới lạ. Đó. Đây bên này còn có dừa này quý vị khán giả. Dừa mà khát nước là trèo lên hái dừa uống. Ở quê sống là thoải mái yên bình nhất là vậy đó. Có cái gì là ăn cái đó. Dạ, bông thì xa quá, không hái được. Đây, bên này còn nguyên một vườn rau lang này. Đấy, rau là không thiếu, ở đâu cũng có rau hết trơn á. Bên kia đó, mỗi lần ấy là hay, ngày xưa chị hay xuống đó chơi với mấy đứa đi mò cua bắt ốc ở dưới đó. Chú thích ông chỉ dẫn đi bắt ốc. Em là thiệt. Thành phố rồi, không quen. Trời, xuống mình quê, về quê là phải trải nghiệm mấy cái đó, vui lắm. Bây giờ thích ăn món gì để chị đi nấu nè? Gà tết sát. Gà tết sát. Gà tết sát thì lội ngược về thành phố nhá, ở dưới này không có gà tết sát. Thôi bây giờ em sẽ đi chuẩn bị đồ ăn cho mọi người đó, hái nhiêu đây cũng đủ rồi, để hái thêm một ít mướp nữa là đủ nấu bữa trưa ngày hôm nay rồi. Bây giờ đợi chị nha, đợi chút ra chút nữa ra chị mang món ra cho mọi người ăn nha. Được chưa? Đây mọi người. Đấy, giờ mấy em đã làm xong cái món đặc biệt ngày hôm nay. Hôm nay em mang ra mời mấy anh chị. Wow. Mọi người biết đoán được món gì không ta? Đấy, cả mất cả buổi sáng ngày hôm nay để nấu cái món này. Đâu rồi mọi người? Mấy cái này là gia đình em hết đó quý khán giả. Đó, ngồi ăn trưa mang ra ngoài này ăn cho nó mát. Tại đất nhà rộng mà, mình cứ làm cho nó thoải mái. Đây. Ra đây. Ăn cơm thôi mọi người. Wow. Mày nấu gì vậy? Wow. Em tò mò quá. Món đặc biệt ngày hôm nay á, em cái món mà chị nói là hả, em tự tay tự tay đi nấu đó. Wow, ghê vậy. Wow, ghê vậy. Wow. Dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng. Wow. Ừ, chắc. Món này chị nói đúng không? Ừ, món này chị nói đó. Wow. Mọi người cứ Wow. Thấy gì rồi luôn, thấy em tâm huyết không? Trời ơi, cả buổi sáng em đi hái rau em luộc cho mọi người ăn đó. Wow. Thấy tình cảm em, thấy tình cảm em đong đầy như đĩa rau không? Mà em thấy em diễn cái nét này nó hơi mệt đó chứ, em phải viết chuyện, em phải diễn cái nét mà đứng hình đó. Silo mua sành, Zemin. Diễn dữ, ai bắt em diễn đâu? Tôi giàu 8 tuổi. Cho mình nó bụng quá. Đấy, hôm nay là mình chỉ có đây rau, đây là rau muống xào nè. Đây là rau luộc nè, canh khổ qua đó, tất cả là rau hết. Rau, là món gì, rau muống. Ừ, đấy là rau muống hả? Rau gì chị? Rau rừng. Chết tôi luôn rồi, nhắc bài rồi. Không, món này nhà em mới trồng nên là quên, nhà em mới trồng rau này nên em chưa biết thôi. Nhà trồng là... mà lại quên tên, trời ơi. Rau rừng đó, hôm nay là mọi người đến không có gì nhiều, có nhiều đây. Sao không, mọi người có vẻ không vui chưa? Tại vì em biết mọi người trên thành phố ăn thịt cá nhiều rồi nên là bữa nay xuống về dưới này mình ăn rau cho nó dung hòa lại.
Ủa mọi người xôm lên nào ơi. Dạ, cảm ơn chị Ngân nào. Wow. Đó, lại được. Em có mọi người. Mọi người. Nó thấy cái món mới rồi. Dạ. Đây, đây là... thôi cái này em phải ăn chị đặc biệt là để bên này cho em ăn. Cho em nè. Đây, đây mọi người. Đây là món chị Ngân nè. Xịt ra, đây. À, hay quá anh ơi. Đây đây, cái này là của dạ, món của chị là hợp lý rồi. Nóng. Nóng à. Mấy món này mình đẩy ra đây được không? Trời để trời trời. Rồi gì nữa? Còn một cái thịt nữa. À. Quán rồi xếp dưới đây nè. Trời sao mọi người hát hủi cái món của em quá vậy? Rồi không sao đâu chị cứ cứ để đó thì bọn em tự làm được. Mấy chị gái của chị ở đây dễ thương lắm. Chị ruột của chị hả? Ừ, chị ruột hết á. Ăn ngồi ăn luôn anh. Đây anh họ em. Anh họ là bên con bên nhà bên ngoại. Wow. Anh chung ăn cơm. Mình đừng diễn nữa, mình đừng diễn nữa, lúc này mình đừng lại, mình bớt về lại. Đấy. Không, em không biết tại sao mọi người. Không. Cái đó gọi là ý đồ. Wow. Đủ về thôi. Chơi định rồi. Em ngồi qua bên này chứ gấp cho nó dễ, ngồi qua đó khó. Dạ không được rồi chị. Được rồi. Ăn món này cho mọi người thấy rồi, em món này ăn với kho quẹt ngon lắm nè. Thấy chưa? Mẹ em ăn đi. Rồi thử nè. Mời cả nhà ăn cơm. Thử coi cái ngon không nè. Mình thử luôn nè. Để nó cảm giác đi. Sao quản? Ok không? Sao nè? Ngon không? Ok, rau tươi đấy. Rồi. Đấy, nói vậy chứ sao mà để mọi người ăn rau không được. Tới là em. Tới anh. Rồi, tới nãy. Ngon mà, trời ơi, đĩa rau xanh mát luôn á. Trời tự dưng buổi sáng luôn á. Kho quẹt ngon. À, tới lẹ. Quá là kho quẹt ngon nhưng mà không có rau thì làm sao mà kho quẹt ngon được. Nào, mọi người nhìn cái miệng mình nha. Nhìn nó không quan tâm á. Ừ. Hôm nay thì đường ẩm thực ăn. Em cảm nhận được gọi là cái vị mồ hôi sáng giờ chị đi bộ chị hái rau luôn á. Có tay trong miệng không? Không. Này nó nổ thì thôi chứ. Đây nói chứ đây là món chính này mọi người. Cái rau rừng này ngon lắm nè. Đây rau rừng xào tỏi. Kỳ mồ hôi mạnh. Đây món gà này trời quay cho mọi người coi món này là gà hấp gà kho gừng đúng không anh? Đúng rồi, gà kho gừng. Gà kho gừng. Trời ơi thơm. Mọi người thấy coi đã. Đây là cái rồi đây đây để chị gắp cho em nói nhiều em phải ăn cái cổ. Ủa? Nói nhiều ăn cổ. Ủa, hợp lý không? Cổ để bồi bổ cái gì ăn cái gì tốt cái đó. Nói nhiều mà ăn cổ. Nói nhiều ăn cổ, hợp lý rồi. Wow. Trời, chưa còn Thiện ăn cái gì rồi. Được ta? Đây cho Thiện ăn đùi đi. Buồn. Đây đưa em gắp cho đỡ xa nè anh. Ủa, Hải. Cái bàn này thôi anh ăn nè. Này là chị Ngân. Trời anh vậy anh ngồi ăn chung với mọi người. Mấy anh chị em ruột trong nhà chị Ngân làm. Ừ mấy anh chị em ruột hết á. Lâu lâu về quê mọi người hiếu khách lắm. Đây em lấy thịt gà cho. Thì Khánh. Anh gắp được rồi. Đây. À. Dạ dạ anh không sao để em tiếp đãi mọi người không sao. Từ từ. Này anh Hải, anh ăn thích phao câu đúng không? Không. Không hả? Hay thích đầu? Không luôn. Nghe ngon quá mọi người ơi. Thịt hả? Khúc đó được rồi. Quay xong lắm. Đây đây, khúc đây. Đó. Ngon quá. Mọi người thấy ngon không? Thấy lâu lâu về quê em thích đãi được không? Không ai nói gì chứ. Gà ngon quá. Rồi em nhớ tới hương vị gà kho xưa mà. Gà này là chị cũng dậy từ sáng sớm chị kho tới giờ nó mới như vậy được đó. Chị xào nữa, nãy rõ ràng em quay cho chị là cái món rau thôi mà. Lên hình là vậy thôi, còn chị đã phải nấu món này từ trước đó rồi chứ đâu ra cho em ăn được, đúng không? Hôm nay ăn đạm bạc xíu vậy thôi quý vị giả. Rau cỏ không à. Mọi người ăn đi ngon không? Ừ, mày ăn đi trừ rau ra. Không ăn rau để em ăn cho, em rất là thích rau luôn. Rồi, thôi để mọi người ăn đi chứ mọi người cũng có vẻ muốn ăn hơn là muốn nói rồi. Đây. Rồi quay chị cái coi chị cảm ơn quý dạ okay. Em quay chị ruột em đã nãy giờ chị ruột em quay giùm em. Chị ruột mình đang gấp đá nha mọi người. Chị ruột chị đó thấy xinh không? Rồi thôi bây giờ ăn đi để cho mọi người ăn xíu nha. Ok.
Cảm ơn mọi người.